một chiếc máy bán kẹo nhỏ xinh, bên trong với những viên kẹo thơm ngon hấp dẫn. Tiếp tục hôm nay hãy cùng mình khám phá món đồ chơi kèm kẹo này nhé. Hình dáng thì nhỏ xinh với những viên kẹo màu sắc bắt mắt. Khi ăn ta chỉ cần xay núm vặn bên hông và những viên kẹo sẽ từ từ rơi xuống, đổ ra tay và thưởng thức thôi anh em ơi. Một chiếc máy bán kẹo hình dáng chú gấu panda kèm đồ chơi. Hello cả nhà, lại là mình đây. Hôm nay hãy cùng mình khám phá một món ăn đồ chơi mới nữa nhé. Công nhận là những món đồ ăn vặt thời buổi hiện đại trông ngộ nghĩnh và đáng yêu quá hen. Món này vừa chơi vừa ăn cũng khá là thú vị đấy. Chỉ cần xay núm vặn thì kẹo sẽ rơi từ trên xuống dưới và thưởng thức thôi. Món đồ chơi và kẹo thật là thú vị, tạo cho mấy bạn nhỏ một cách tò mò và muốn sở hữu em nó ngay. Kẹo mút trái cây kèm dụng cụ nhà bếp nhỏ xinh đáng yêu. Hôm nay tôi có rinh những cái dụng cụ nhà bếp quay cho anh em xem đây. Bộ dụng cụ gồm có những vật dụng sau: một cái chảo, một cái xẻng và một cái vợt. Món này ngộ nghĩnh anh em nhỉ. Bên trong đồ chơi thì có những viên kẹo và những cây kẹo mút vị trái cây. Món ăn ngọt ngào cộng với đồ chơi thú vị anh em hen.